alo bọn mày còn nhớ tao không thằng mà có bồ là phở ích thủ đêm trung thu mấy hôm trước nè sau hôm đó cuộc sống ai người đó sống mà tao vẫn tò mò vào mấy nhóm vượt phủng của tụi nó xem sao khoảng một hai hôm nằm vùng thì tao mò ra được facebook của mấy đứa hay đi vượt cùng bồ cũ và ối rồi ôi là thằng mà đỏ đưa với bồ cũ tao ấy nó có vợ rồi ở nhóm Phượt nó dùng ACC ảo để chăn gái. Tao vào xem thì thấy đúng ảnh con bồ cũ với một, hai con nữa chụp ảnh cùng nhau. Tổng cộng tầm 9 đến 10 cá thể lẫn lộn gái trai sinh hoạt chung. Đến chiều hôm ấy tao lại mò ra đười ACC chính chủ thằng này. Và bằng một số mối quan hệ bên ngoài tao truy ra được đầy đủ thông tin thằng cắm sừng tao vợ thằng này sinh con về quê nên hai vợ chồng hiện không ở cùng quan bồ cũ tàu chắc cũng méo ngờ bị lừa chén kiểu này tàu đã nhờ anh em quen biết trách từ số điện thoại nó ra được cả cái sổ hộ khẩu nhà thằng phở ích thủ kia rồi đầy đủ hết không thiếu gì tàu đọc được trong comment ở một hai đứa nhóm đó là hẹn nhau ba hôm nữa đi chuyến sapa hai ngày ba đêm bây giờ tàu đang tính là báo luôn cho nhà vợ nó biết hay là để đợi chúng nó đi Sapa xong tao đầu tư một chuyến xe chở cả nhà vợ nó lên Sapa gặp nó đây. Hiện tao dùng ACC thật kết bạn với vợ thằng kia rồi. Quan bồ cũ thì chưa biết gì về vụ thằng bạn phịch của nó có vợ con đâu. Chúng mày chờ tao ít hôm có kịch hay cho mà coi nhé. Người tàn ác thường sống thảnh thơi ha ha.